đi bé gái. Có liền. Hả? Bà phát bà đậu. Tôi chứ ai, đậu chứ ai. Trời đất, hôm nay bà uống lộn thuốc sao vậy? Ngủ bán quán cà phê với trẻ trung xinh đẹp chứ. Nè, cà phê, cà phê. Thôi. Bà chính bà đi rồi. Bà đâu hả? Bà đi đẻ. Cái gì? Bay. Bà già khăn rồi đẻ gì nữa? Bà không nghe hết văn vậy đó. Con dâu bà đẻ, bà đi nuôi đẻ rồi, sớm mình đẻ dữ lắm. À, có dâu bà đẻ phải không? Dâu bà đẻ. Nói cho rõ ràng. Bà pha ngon không á? Ngon, cà phê cho pha trong mà người ta uống xong tanh không có khép cái nách được về luôn. Trời ơi. Bà làm ơn bà vệ sinh an toàn thực phẩm giùm tôi coi. Pha ly cà phê về sao uống? Cái gì? Kìa. Trời ơi. Có cụm tóc kìa, phải không? Lấy ra làm tôi coi. Cái cô mẹ này, bà không có, bà không có nghiên cứu gì hay á. Bà nghĩ sao mà cái này mà gọi là tóc? Thì nè, cái này là lông. Hả? Trời đất ơi, may là tôi chưa uống. Bà nghĩ sao bà cộng lông rớt vô đây mà để cho tôi uống được vậy? Trời ơi, bà lông gì? Lông của bà hả? Lông của tôi. Đó. Trời đất ơi, lông của bà. Ờ, gì vậy? Làm gì làm quá vậy chính? Đây nè, có cái cộng lông mi của bà, có chút chiếu mà phải vậy, đành đạch vậy đó. Quá này quá, cộng lông mi không mà làm thấy ghê à. Ờ. Bữa đang đứng pha nguyên cái cà mơn cà phê, con mắt nó ngứa quá, vụi lông mi nó rớt vô. Lượm ra có gì đâu. Ê, con mẹ ơi, bán cà phê mà bắp ha cà mơn là sao vậy? Cà mơn, cà mơn, nấu cháo à. Ngộ lắm, có dạng buôn bán, mình thử qua đây là có chừng giùm. Lén đi mua đồ phao ngay cho mình coi. Ơi bà này mua ba tung cọc tóc gì mẹ này à, bà già đi mà còn mát được tóc quá à. Có đâu mua gì vậy? Ê cái gì vậy? Trời ơi bà đậu hả? Bà nhìn đi hết hồn chưa? Ơi băng vệ sinh. Ê đứa tôi đã cho bà coi lén rồi bà còn nói ra nữa. Ai biết thì đưa vô mặt người bà thấy băng xin nó băng xin chứ chẳng lẽ nói gì. Trời ơi. Ê bà có tuổi rồi bà còn xài được hả bà? Tôi mua cho con gái tôi bà nội ơi. À mua cho con gái là hết hồn. Trời ơi tôi thấy tuổi bà mà còn làm tôi hết hồn luôn á. Trời nói quá. Ủa mà con gái bà nhiêu tuổi rồi mà xài cái này? 14 tuổi. 14. Bà làm như là má của con tôi. Con gái tụi mình với đàn bà tụi mình ngộ ha. Cái lúc bà còn nhỏ đó nhớ không? Cái gì nó cũng chút chiếu. Cái tự nhiên tới cái tuổi dậy thì á. Xong cái tự nhiên cái gì nở được nó nở bà ha. Da dẻ mình đâu nó cũng hồng hào ra mà nó nở ra. Trẻ cái gì nó cũng nở nang. Cái mình sồn chút cái nó teo lại chút. Đúng. Cái mình già chút xíu rồi nó teo hơn nữa. Teo rúng luôn. Mà có bệnh hoạn hay này kia nó teo gấp. Teo gấp là nằm có một mình bà teo gấp thôi chứ đây ai cũng phồng vinh đó bà. Tôi là teo gấp. Cái con mẹ này nè bà teo mà tôi ghét luôn á. Lý do là tại sao? Bởi vì cái đó là người ta gọi chung cái từ là phụ nữ mình gọi cái từ gì ta? Từ gì? Cái hormone. À biết rồi. Mọi thứ mọi thứ tổng thể là cái hormone. Biết khách. Hóc môn cái chỗ bán thịt heo quay đó. Rồi đó. Cái gì đúng không? Cái đó là cái chợ hóc môn má ơi. Đang nói chợ đang nói là cái hóc môn nữ gọi là cái nổi tiết tố á. Tôi chưa có tìm ra cái từ đó, nói chung gồm là cái nổi tiếng con nữ. Trời ơi bà tào lao làm tôi tào lao theo bà luôn à. Bà này tự nhiên chợ hóc môn heo quay gì ở đây? Cái hóc môn của bà tôi hiểu rồi. Là hóc môn nữ. Đúng rồi. Cái đó là cội nguồn của sắc đẹp và tuổi thanh xuân đó nghe mấy bà. Wow, trời hóc môn giờ mở thẩm mỹ viện hả bà? Cái gì thẩm mỹ viện ở đây? Không có hả? Ý tôi nói cái hóc môn nữ đó quan trọng với phụ nữ tụi mình lắm nè. Nổi tiếng tố đó phải. Nè, nghe bác sĩ người ta nói kìa. Đâu bác sĩ đâu? Kìa bác sĩ kìa. Bà này là cái này là chuyên gia. Theo thời gian, suy giảm estrogen lấy đi nhan sắc và thay đổi tâm sinh lý. Với tinh chất mầm đậu nành, bảo xuân bổ sung estrogen thảo dược giúp kéo dài tuổi xuân phải đẹp. Nay đã có thêm bảo xuân 50 cộng cho tuổi mãn kinh và sau mãn kinh. Bảo xuân cân bằng nội tiết, dinh dưỡng nét xuân. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Theo thời gian, suy giảm estrogen lấy đi nhan sắc và thay đổi tâm sinh lý. Với tinh chất mầm đậu nành, bảo xuân bổ sung estrogen thảo dược giúp kéo dài tuổi xuân phải đẹp. Nay đã có thêm bảo xuân 50 cộng cho tuổi mãn kinh và sau mãn kinh. Bảo xuân cân bằng nội tiết, dinh dưỡng nét xuân. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Cát Tường rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyện của nàng. Thưa quý vị, ngày hôm nay lại là một chủ đề hết sức là hấp dẫn nữa đây. Chúng ta sẽ cùng nhau ngồi để chia sẻ, để tìm hiểu xem cội nguồn sắc đẹp và tuổi xuân của phụ nữ xuất phát từ đâu ạ. Và đến với chủ đề ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Võ Thị Bạch Sương, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Chào Cát Tường, chào quý khán giả của chương trình Chuyện của nàng. Thưa bác sĩ, hiện nay là Cát Tường cũng như rất nhiều chị em phụ nữ đang thắc mắc liệu cái sự khác biệt giữa người phụ nữ và nam giới là bắt nguồn từ đâu ạ? Cái sự khác biệt giữa phụ nữ và nam giới đó nó ở cái chỗ là những cái nội tiết tố sinh dục của người nữ và người nam khác nhau. Nội tiết tố sinh dục của người nữ sẽ giúp quy định những cái đặc điểm về sinh dục, về ngoại hình của người nữ, và nội tiết tố sinh dục của người nam sẽ quy định cái điều ngược lại đó về phía của những người nam. Thì trong cơ thể của mình á, nó có những cái tuyến này nó tiết ra những cái chất với một cái lượng cực nhỏ, và những cái chất nào mà nó làm thay đổi cái hoạt động của giới tính
nó quy định cái giới tính, người ta gọi đó là nội tiết tố sinh dục. Cái khác nhau là ở chỗ đó đấy. Thì có cái hormone sinh dục nữ như vậy thì nó sẽ làm cho cái những cơ quan sinh dục của mình nó phát triển. Nó phát triển và nó hoạt động. Rồi đồng thời nó quy định những cái đặc điểm sinh dục phụ. Ví dụ như là mình sẽ có một cái dáng vẻ của người phụ nữ, có cái giọng nói trong trẻo, mình có bộ ngực phát triển, nó làm cho tụi mình có kinh mỗi tháng, rồi mình có thể làm mẹ, mình có thể cho con bú, và đồng thời nó ảnh hưởng trên toàn cơ thể với mình với nhiều cái điều khác nữa. Ví dụ nó làm cho da mình mướt mát hơn, nó giúp cho tổng hợp xương, tức là nó ảnh hưởng trên một cái cơ thể sống một cách toàn diện, nhưng mà thông qua cái hoạt động của những cơ quan sinh dục nữ. Dạ, vậy thì cái nội tiết tố này nó sẽ do cái bộ phận nào sinh ra? Và nó sẽ dồi dào nhất ở cái giai đoạn nào? Và nó có kéo dài mãi mãi như vậy hay không ạ bác sĩ? Nội tiết tố sinh dục nữ, cái estrogen sẽ được tiết ra từ buồng trứng là chủ yếu. Ngoài ra cũng còn được tiết ra một ít ở cái tuyến thượng thận của mỗi cơ thể của mỗi chúng ta. Được tiết ra một tí xíu ở tinh hoàn và ở nhau thai. Và theo tuổi, cái lượng hormone này nó sẽ giảm đi từ từ. Cho đến khi mà người phụ nữ bước vào giai đoạn mãn kinh thì cái hoạt động của buồng trứng nó khựng lại. Và lúc bấy giờ cái lượng estrogen từ buồng trứng tiết ra không còn nữa, mình chỉ duy trì lây lất từ cái nguồn estrogen từ tuyến thượng thận. Như vậy thì khi mà nó đã bị giảm rồi thì chị em phụ nữ mình có làm cái cách nào để cải thiện được cái điều đó hay không? Đó là một cái quy trình sinh lý tự nhiên, và tới một cái thời khắc nào đó những người phụ nữ đều trải qua một giai đoạn đó trong đời. Và những cái lúc đó thì mình gặp phải những cái vấn đề gì? Mình sẽ gặp rất là nhiều những cái vấn đề, ví dụ như là bồn chồn mất ngủ nè, vã mồ hôi nè, bốc hỏa nè, rồi mình tái phân bố mỡ, mình béo phì nè, da dẻ thì khô nè, rồi niêm mạc âm đạo cũng khô, và cái tính khí thì nó nói chung thì nó cũng mưa mưa nắng nắng, thất thường. Thường đó. Thưa bác sĩ, thường người ta hay nói là mình thiếu cái gì thì mình sẽ bổ sung cái nấy. Vậy thì nếu như mà thiếu nội tiết tố nữ thì có bổ sung được hay không, và bằng cách nào? Chúng ta sẽ có hai cái nguồn để mà mình bổ sung. Cái bổ sung thứ nhất là chúng ta bổ sung theo một cái cách điều trị hẳn hòi, người ta gọi là liệu pháp nội tiết tố thay thế với những chỉ định hẳn hòi. Chúng ta cũng có thể bổ sung bằng những cái nguồn gốc, những cái chất thực vật thiên nhiên mà đã được công nhận là có những cái estrogen giống như là của người, nhưng mà người ta gọi là estrogen thực vật. Ví dụ như nó có từ đậu nành, mình sẽ dùng nó với một cái lượng nhiều nhằm giúp cho mình giảm đi phần nào cái sự thiếu hụt estrogen tự thân mà tới một cái giai đoạn đó mình phải vướng qua. Vâng, cảm ơn những chia sẻ rất là bổ ích và rất là ý nghĩa của bác sĩ. Và tôi tin chắc rằng các chị em phụ nữ chúng ta sẽ không còn hoang mang và lo lắng nữa. Bởi vì khi mà chúng ta thiếu thì đã có những cái nguồn mà để bổ sung, giống như là bác sĩ vừa chia sẻ. Chúc quý vị chị em phụ nữ ngày càng xinh đẹp và ngày càng hạnh phúc với cuộc sống của mình. Và bây giờ thì các Tường xin nói là chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau của Chuyện của Nàng. Hiểu rồi mà tôi không biết giải thích, giờ người ta giải thích tôi mới hiểu nè. Trung niên đó là mình bị giảm cái nội tiết tố nữ đó, nên càng ngày càng teo càng rúp là vậy đó. Mẹ này. Bây giờ cái quan trọng thật sự mà nói, ai thì cũng đến lúc phải teo thôi. Nhưng mà giờ mình phải teo chậm hơn người ta. Bí quyết giữ lửa gia đình là chỗ đó. Mà tôi nghe con Hai nói bây giờ có con cái Hai là con nào? Con Hai lé đầu sớm mình đó. Nó nói là cái sản phẩm nó làm bằng tinh chất mầm đậu nành, giờ tụi mình phải đi mua uống gấp vô bổ sung nội tiết tố nữ. Thì không, ủa có rồi, tôi mua tôi uống liền. Nó giảm. Thôi tôi về nha. Nó teo đâu còn cái gì luôn á. Cái này tôi cũng lấy tôi. Trời ơi. Đi, đi mua cái đó uống nó đỡ ngầm con cái xài. Uống đi, để muốn nó teo lại giống mã luôn. Muốn nó teo lại giống mã. Đi về, đi về, đi về, đi làm ơn. Tôi về tôi mua trước nha. Rồi, cảm ơn nha. Cà phê không có trả tiền đâu nha. Cái gì kỳ vậy? Bảo Xuân chiết xuất từ tinh chất mầm đậu nành hân hạnh tài trợ chương trình này. Theo thời gian, suy giảm estrogen lấy đi nhan sắc và thay đổi tâm sinh lý. Với tinh chất mầm đậu nành, Bảo Xuân bổ sung estrogen thảo dược giúp kéo dài tuổi xuân phải đẹp. Nay đã có thêm Bảo Xuân 50 cộng cho tuổi mãn kinh và sau mãn kinh. Bảo Xuân cân bằng nội tiết, dinh dưỡng nét xuân. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Theo thời gian, suy giảm estrogen lấy đi nhan sắc và thay đổi tâm sinh lý. Với tinh chất mầm đậu nành, Bảo Xuân bổ sung estrogen thảo dược giúp kéo dài tuổi xuân phải đẹp. Nay đã có thêm Bảo Xuân 50 cộng cho tuổi mãn kinh và sau mãn kinh. Bảo Xuân cân bằng nội tiết, dinh dưỡng nét xuân. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.